Ngày 3 tháng 12, đoàn kiểm tra 138 của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với thành phố Phan Rang Tháp Chàm về tình hình thực hiện công tác phòng chống tội phạm ma túy và mua bán người năm 2020. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố. Theo báo cáo, trong năm 2020, các phòng ban ngành, hội đoàn thể trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm. Trong năm, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 148 vụ phạm pháp hình sự, so với năm 2019 không tăng không giảm. Công an thành phố đã điều tra khám phá 138 vụ, đạt tỷ lệ trên 92%. Các vụ phạm pháp hình sự tập trung chủ yếu là các vụ trộm cắp tài sản với 63 vụ, cố ý gây thương tích xảy ra 29 vụ, tội phạm đánh bạc xảy ra 25 vụ. Các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra 439 vụ, giảm 105 vụ so với năm 2019. Ngoài ra, tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động ngày càng tinh vi. Trong năm, công an thành phố đã đấu tranh triệt phá 31 vụ với 49 đối tượng liên quan đến ma túy, đã khởi tố trên 10 vụ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và 16 phường xã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tổ chức 1.500 buổi tuyên truyền về an ninh trật tự, duy trì thực hiện các mô hình camera an ninh, các trang Facebook, Zalo về an ninh trật tự. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp 300 tin báo có giá trị, giúp cho công an các địa phương kịp thời giải quyết các vụ việc, các điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đánh giá cao kết quả mà Ban chỉ đạo thành phố đã đạt được trong công tác phòng chống tội phạm. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ ngành và của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động của tội phạm đến các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò xung kích của lực lượng công an, cơ quan bảo vệ pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.